đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa hãy dành một tràng vỗ tay dành cho Biển Tâm và tất cả quý vị được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn bộ đoàn viên, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã có mặt tại Pepsi An Lạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình đón nhận rất nhiều tình cảm với những nghệ sĩ và chặt tình cảm với chúng tôi rất là nhiều nữa. Và đừng quên, Glory Box luôn mang đến rất nhiều những món quà cho tất cả quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Ai chưa có quà, gặp tôi có quà. Yeah.